Hello, xin chào tất cả anh em nha. Xin chào tất cả anh em đã đến với video tiếp theo của tôi. Tôi tiếp tục đi to cái gì nhỉ? Tôi sẽ đi đủ dọn vườn tiếp theo anh em nha. Anh em theo dõi tôi nha. Hạnh phúc ở đâu? Đây, đây là viên hồng ngọc anh em ạ. Nha. Đấy. À nhầm, đây là diệp lục. Vườn tiếp theo có gì nhỉ?
cây. Anh có thấy con gì trong này anh em ạ? Tôi tìm cái cây dài hơn. À đây đây đây. Trời ơi, đúng là có rắn thật anh em ạ. May thế. Con rắn ti ti. Con rắn gì đây? Rắn má xa lỏ à? Chắc là má xa lỏ anh ạ. Chắc cũng đang khóc thét gọi mẹ anh ạ. Biết có mẹ nó ở đây không anh ạ? Đây nhé, biết không có má xin lọ này đâu, là hãng rắn gì nhé. Con này hình như là kiểu tiên ngữ lục hay sao nhỉ? Giờ đây mẹ. Tôi sẽ hỏi người thân xin ra con gì đấy.
tôi chưa bắt được con rắn này. Con rắn củ quẻ thì tôi biết chắc không có mẹ đâu. Tôi thử lấy cái chọc chọc chiếc chiêu nó xem anh. Nó còn cắn tôi thôi. Con này có phải con chó đâu.
kêu nói anh em. Nó hôn tao một cái rồi tao đây có hỉ môn quang ta không có sang quang ta có thu hóa nên nó ta cũng sang thôi nhưng ta muốn sang sang lâu rồi. Cảnh con rắn hổ phi nhé. Thôi đi biết con rắn, thôi đi biết con rắn gì. Đây anh em ạ, nói chung nó là một con rắn. Ok anh em, như anh em có thể thấy là tôi không thể phóng cực đại anh em nhé. Đây anh em ạ, đây này, cho anh em thấy chưa, cái đuôi nó đây đây này anh em, đây 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 này, đó 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 anh em thấy chưa? Tôi có tư duy được đầu nó rồi.
mưa mẹ rồi. Đây, ấy 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 tụi rồi. Anh em thấy gì chưa? Chào các bạn đi em. Mẹ chào các bạn cái nữa. Đây nha. Em có thể thấy đây là con nhắn của đại tây cực ấy nhá. Ấy ấy, đừng đừng leo lên, đừng leo lên đấy. Đừng leo lên. Ai á. Như con lạc quăng này rồi. Nó đớp cho thấy mẹ luôn này, ngu như mày cơ mà. Đây anh em ạ. Ấy dạ, ấy dạ, ấy dạ. Đây là con nhắn khỉ môn quan này anh em ạ. Tôi mới vớt nó từ khỉ môn quan về anh em. Đây anh em ạ. Anh em có thể nhìn cận cảnh anh em nhé. Đây ấy ấy. Đây anh em ạ. Chào anh Phùng Mạnh Quang ạ. Dạ, đây là bên Na, xin chào anh Quang nha. Nó chào mày này. Tôi không biết làm thế nào con rắn này. Không biết cách bắt, cũng không biết cách đớp luôn này. Không biết nó có hôn nhẹ vào người tôi không. Sự có đồng bọn nó ra đây đớp tôi chết rồi nhỉ. Tôi lấy cái chọc chọc này cho mình nhé. Ủa không bám chặt chứ. Đủ nó thả rồi, nó thả rồi đấy. À, tôi sẽ cho nó ở đấy em nhé. Chứ xử nó sau anh em. Tôi sợ con gà nó sẽ xử nó anh. Thôi kệ. Bỏ qua đi. Tôi tiếp tục quá trình của tôi. Đủ, con gà thấy rồi nhưng mà. Trả đây cho tao. Trả đây.
mất cái chơi rồi anh em ạ. Lìn rồi, đây chơi tôi anh em nhé. Tại trời đang mưa anh em ạ, tôi sẽ đi chỗ nào núp núp anh em ạ. Cô gà nó đớp rắn, tôi đi rồi anh em ạ. Giờ hết cái chơi rồi. Đi đâu chơi với dây. Đây anh em ạ. To quá nhỉ. Mưa anh nhảy vào trong kia chú này. Trời ơi, đang mưa anh em ạ. To quá nhỉ em ạ. Tôi kết thúc cái video của tôi ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video khác anh em tôi. Chào và hẹn gặp lại.